Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình làm cái video này thì mình hướng dẫn với các bạn về việc mà hao dầu trợ lực của xe ô tô. Mấy con này là con Honda Accord đời 2015. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái tình trạng của con này. Con này hiện tại là khách đi là nó bị hao dầu trợ lực nha. Cứ đi một thời gian là dầu trợ lực nó bị hao và nó hú, có tiếng hú từ bơm trợ lực phát lên. Nó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà xe này thì mình thấy nó tới 2-3 nguyên nhân rồi, nên muốn chia sẻ cho các bạn thêm kinh nghiệm thôi. Thì một nguyên nhân đầu tiên là đây, nó bị xì ngay chỗ bơm trợ lực đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy cái dấu xì không? Nó xì ngay mí này nè, nó chảy ra nó còn dấu nè, các bạn thấy không? Bởi vậy khi mà xe đầu tiên cái xe vào gara thì mình phải kiểm tra từ những bước cơ bản trước, đó là mình kiểm tra từ bơm trợ lực, từ thước lái, từ ống dầu, từ bình dầu trợ lực, để mình loại trừ nguyên nhân khác và mình bắt bệnh cho chính xác cho khách nha các bạn. Thì đây, cái này, cái bình dầu trợ lực này thì nó cũng có rịn nè, nhưng mà mình nghĩ là do người ta châm đầy á, khi mà đánh lái thì nó ọc ra, cho nên là cái này mình nhìn thì thấy không có đáng kể lắm nha các bạn. Mình chỉ thấy đáng kể nhất là cái chỗ bơm trợ lực ở đây, cái dấu này là chắc chắn là nó phải xì từ cái mí này ra. Cái thứ hai nữa là từ xin là từ cái đoạn này đây, từ xin là từ ghép nối giữa cái bơm trợ lực và cái ống này, thì cái xin lâu ngày nó bị chai á, thì nó cũng dẫn đến tình trạng là dầu trợ lực nó tươm ra đó. Mình nếu mà mình làm thì mình cũng phải tháo ra để mình check keo lại cho khách. Rồi một cái thứ ba nữa là mình đổi xe lên cho các bạn xem nha. Đó, bấm cầu lên đi em, kiểm tra cho các bạn xem. Thì cái xe này nó đang bị xì rất là nhiều. Nên các bạn thấy không, cái xe này đang có cái bị tình trạng là hao dầu, nên dầu nó chảy rất là nhiều cái cầm nha. Đây là để mình lấy cho các bạn xem nha. Nè, cái màu đỏ của dầu trợ lực này các bạn thấy không, rõ ràng đây là dầu trợ lực. Thì cái điểm xì nó là xuất phát từ đây nè các bạn, từ cái bạc thước lái phía trong của cái chụp bụi thước lái nè đó, các bạn thấy không? Để mình soi đèn cho các bạn dễ thấy nha. Đó, nó là từ cái thước lái ra đó, từ phía trong chụp bụi, có nghĩa là nó phía ngoài của cái thước lái thì nó có hai cái bạc á, nó bị lâu ngày nó bị lỏng thì nó bị xì ra chỗ hai cái bạc đó, thì dẫn đến tình trạng hao dầu trợ lực. Đây bên này cũng vậy, xe đang bị xì rất là nặng, ướt nhẹp hết gầm luôn, bởi vậy đi không có được lâu thì nó lại phải châm dầu trợ lực. Đây bên này cũng vậy luôn, bên này thì bị có vẻ nhẹ hơn bên kia nhưng mà vẫn xì nè các bạn thấy không? Các bạn khi mà các bạn xe các bạn đi á, thì các bạn chỉ cần khòm xuống và xem ngay chỗ hai cái chụp bụi thước lái thôi, thì các bạn thấy nó ướt thì chắc chắn một điều là cái thước lái nó đã bị xì rồi. Chụp bụi thước lái là cái này nè các bạn, chụp bụi thước lái là cái này đây, cái này là cái chụp bụi thước lái đây. Mình đi xe lâu ngày mình khòm xuống mình thấy chụp bụi thước lái nó bị ướt, dầu trợ lực là nó bị xì rồi nha. Đó, để mình xoay cái bánh lại cho các bạn dễ nhìn nha, mình xoay cái bánh cho nó ngay lại. Đây mình xoay cái bánh lại đây nè các bạn thấy không, dầu trợ lực nó đậm ở trên cái chụp bụi thước lái nè. Thì cái tình trạng này khi mà các bạn gặp phải thì các bạn phải khắc phục nha, chứ để không thôi các bạn đi một thời gian lâu quá thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái bơm trợ lực cũng như là cái thước lái của các bạn, và ảnh hưởng đến cái nguy hiểm khi mà mình lái xe nữa. Tại vì khi xe nó không trợ lực thì các bạn không có xử lý được những cái tình huống gọi là cấp bách thì nó rất là nguy hiểm nha. Nên là mình khuyên các bạn là nên xử lý tình trạng này triệt để và nhanh nhất có thể. Cái thứ hai nữa, cái vấn đề mà xe này gặp phải đó chính là tiếng kêu gầm. Nghĩa là cái xe này khi mà qua ổ gà thì mình nghe lụp cụp qua những cái gờ á, nghe cạch cạch cạch. Thì đây mình sẽ cho các bạn xem, đó chính là cái cục cao su chữ A này đây, là cao su gọi là cục của bệ chữ A này các bạn. Các bạn thấy nó bị bể không? Đó, nó có vết nứt gì đó. Thì do nó nằm phía trong mình chưa tháo ra ngoài, nên là các bạn nhìn thấy nó chưa gọi là lớn lắm. Nhưng mà cái này là nguyên nhân dẫn đến tiếng kêu mà khi các bạn qua ổ gà nha, một trong những nguyên nhân đó các bạn. Các bạn thấy vệt nứt không? Tại vì cao su này khi qua ổ gà thì nó dồn lực tới thì nó dẫn đến tiếng kêu. Cho nên là các bạn, nếu mà các bạn đi xe hơi á, mà các bạn nghe tiếng lực cụp dưới gầm, nhiều khi mình chạy qua ổ gà mình nghe tiếng gì mình cũng sợ lắm. Nhưng mà các bạn nên đem xe đến gara hay là hãng đó để các bạn kiểm tra sớm nhất. Đây,
thì mình cũng muốn xin hướng dẫn và chia sẻ anh em tới cái kinh nghiệm mà kiểm tra xe mà khi mà mới vào xưởng nha. Thì đầu tiên mà nếu mà xe vào muốn kiểm tra thì anh em có những cái quy trình như sau. Mình đã sử dụng, mình đã làm cái cách này rất là nhiều lần và mình cảm thấy nó hiệu quả nên mình muốn chia sẻ đến anh em. Thì đầu tiên thì nếu mà xe vào thì anh em sẽ tiến hành là kiểm tra xe. Đầu tiên là lắc ngang xem có đủ rơ ngang của nó, có đủ rơ không, có bị cái gì không. Nếu mà cảm thấy nó có đủ rơ thì chắc chắn rằng nó bị rutin lái hay là thước lái gì đó. Mà cái thứ hai nữa là mình sẽ lắc dọc xem thử coi nó có bị rơ dọc không. Nếu mà bị rơ dọc, đối với xe này nó có cái rutin lái, rutin trụ trên nè ha, và rutin trụ dưới, thì có thể là bị một trong hai cái đó. Và một cái thứ ba nữa là bị bạc đạn. Bị bạc đạn thì mình lắc dọc thì nó cũng lỏng lưng nữa nha các bạn. Và cái thứ tư đó chính là cái tay các bạn vịn vào đây mà các bạn quay, xem cái độ rằn của cái tay các bạn khi mà các bạn vịn vào đây. Nếu mà không rằn thì thôi, còn nếu mà nó cảm thấy nó rồ thì chắc chắn rằng nó bị bạc đạn nha các bạn. Và khi mà kiểm tra như vậy, cơ bản vậy xong á, thì mình sẽ chui xuống gầm và kiểm tra từng cục cao su, kiểm tra xem chụp bụi lắp coi có bị rách hay không, kiểm tra dầu trợ lực có bị xì hay không, kiểm tra cao su chữ A coi nó bị bể không nha các bạn. Thì đây là rutin trụ đây, các bạn lấy đồ lúc nãy các bạn lắc, nếu mà nó không có bị gì á thì rõ ràng là rutin trụ này còn xài ổn nha. Rồi sau khi mình đã kiểm tra qua xong rồi, mình bắn bánh ra và mình kiểm tra xem bố thắng nó còn hay không đó. Sau khi mình kiểm tra xong rồi, cái này mình làm cho các bạn xem thôi nha. Bánh này mình đã bắn sẵn rồi, thì mình bắn bánh ra và mình nhìn vào trong này, mở đèn cho ta nhìn vào trong này nè các bạn. Nó hơi tối mà khó thấy, ngoài thì nó nhìn mình nhìn dễ hơn nha các bạn. Các bạn nhìn vào trong này xem thử coi cái bố thắng nó có còn hay không á. Đó, đó, mình thấy được cái bố thắng nè, các bạn thấy không? Đó, mình nhìn xem cái độ dày của bố thắng nó còn nhiều hay không để mình cảnh báo và mình báo với khách họ thay. Đó, thì nó cũng khá đơn giản thôi. Rồi mình xem tiếp coi phuộc có bị xì hay là không. Nếu phuộc xì thì mình báo thay phuộc luôn. Đó, thì đây cũng là một trong những kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ. Một cái bệnh nữa mà cái con Honda này gặp phải đó chính là cái bệnh ồn. Nghĩa là khách nó họ bảo với mình là khi mà họ chạy lên tốc độ khoảng 60 á thì nó có một tiếng ro 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 trong xe mà họ không biết là cái gì. Họ rất là hoang mang. Mình cũng vừa kiểm tra, mình vừa đội lên kiểm tra và mình vừa thấy nó bị hư cái bạc đạn nha các bạn. Lúc nãy mình đã có hướng dẫn với các bạn đó, thì mình sẽ tiến hành kiểm tra xe này theo các bước như mình đã nói với các bạn nha. Đó, cho các bạn xem mình kiểm tra nè. Mình cũng vừa kiểm tra xe này xong thì mình thấy cái xe này khi mà mình kiểm tra, mình để cái tay vào đây nè và một cái tay mình quay cái bánh xe thì mình cảm thấy nó cái tay mình rất là rồng nha các bạn. Thì rõ ràng chiếc xe này nó đang bị cái bi bánh sau bên trái này đây. Thì mình kiểm tra như vậy sơ bộ như là mình biết được là cái xe này nó đang bị hư cái bạc đạn và nó dẫn đến cái tiếng ro khi mà mình chạy lên tốc độ cao đó. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà gây ra tiếng đó thôi. Thì mình làm cái xe nào mình cảm thấy nó hư cái gì đó mà mình chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn để các bạn biết thêm thôi đó. Thì cái tình trạng bạc đạn rất là ồn, rất là khó chịu nha các bạn. Rồi mình sẽ tháo gầm xe này ra kiểm tra và làm, rồi xong rồi mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Đây các bạn, sau khi mình đã tháo cái bệ gầm xuống nè, các bạn thấy không, hạ bệ nó xuống rồi thì đây, để mình tách cái chụp bụi thước lái ra cho các bạn xem nè, tại sao nó xì nha. Đó, bạn thấy không? Này các bạn thấy không? Dầu nó bị ứa ra nè. Nó bị xì ra bởi hai cái bạc ở phía trong này nè các bạn. Thì đi lâu ngày quá cái bạc nó bị mòn thì nó bị sinh ra hiện tượng chảy dầu và hao dầu thôi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà hao dầu trợ lực đó các bạn. Mình sẽ quay toàn cảnh cho các bạn xem nha. Bên này cũng vậy nè. Bên này cũng vậy, nhưng mà nếu mà tách ra nó cũng sẽ chảy dầu như vậy thôi. Mình sẽ tiến hành tháo hai cái bệ chữ A ra để cho các bạn xem cao su nó bể như thế nào nha. Đây mình vừa bắn ra xong rồi các bạn, mình lấy cho các bạn xem nha. Mình xem nó ra cho các bạn xem đó. Đây cao su chữ A bể đây đó.
thì các bạn thấy cao su bị bể không? Cái này ảnh hưởng đến cái tiếng kêu gầm nè. Đây kiếm cái gì mình nại cho các bạn xem. Có gì dài dài nhỏ nhỏ không em? Cái tê cũng được, cái tê cũng được. À đây nè, có rồi, có rồi. Thì đây là nguyên nhân gây ra tiếng kêu gầm đây các bạn. Bạn thấy cao su bị bể không? Đó. Cao su bị bể vậy nè. Thì khi mà các bạn chạy qua ổ gà này kia rồi nó kêu kịch 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 đó các bạn. Nhưng mà bể thì nó cũng chưa tới nổi lắm. Nhưng mà nó có tiếng kêu rồi thì là khách yêu cầu mình làm luôn ạ. Đây thì các bạn thì trước khi mà mình gắn vào thì mình cũng phải vệ sinh cho nó kỹ xíu nha. Mình chịu khó mình chà rửa cho nó, thứ nhất là nó sạch để mình gắn lên nó không bị nhức nhức cái tay á, hay nó là mình kiểm tra xì của nó dễ hơn nha các bạn. Đó. Tháo cái bật đạn các bạn xem nha. Thì đây nó có hai con vít nè, mình đã nới sẵn rồi thì mình vặn ra thôi. Lúc trước là mình đã lấy cái vít đóng, mình đóng ra rồi. Đó. Còn con nữa, hai con. Con chanh búa luôn Tân ơi. Mình lấy búa mình đập nhẹ vào cái đĩa nè. Đó thì mình thấy cụm bật đạn bên trong này các bạn. Thì phía sau của cái cụm bật đạn thì nó có mấy con ốc á, mình bắn ra thôi. Là cái cụm bi nè. Phía sau nó có mấy con ốc nè, để mình quay cho các bạn dễ nhìn nha. Các bạn thấy không? Đây đây đây. Phía sau đó thì nó có mấy con ốc nè, mấy con ốc này nè. Các bạn bắn nó ra thì các bạn lấy cụm bật đạn ra thôi, nó có 4 con nha các bạn. Tương tự như vậy bên kia cũng vậy. Cái bật đạn mà mình mới vừa nhập về đây để mình thay cho xe này nè các bạn. Đây. Đây là cụm bật đạn mới đây. Còn cụm bật đạn cũ của nó lúc nãy là đây. Đó. Cụm đạn cũ đây bảy đã bị hư rồi, đây cụm bật đạn mới đây. Thì mình cứ gắn vào thôi, đơn giản thôi. Nè. Đây nè, đây nó có một cái lỗ để nó gắn cảm biến ABS xuống đây nha các bạn. Thì cảm biến ABS nó lấy tín hiệu từ cái vòng này đây. Từ cái vòng màu nâu nâu mà các bạn thấy đây ha. Đó. Thì mình gắn vào thôi. Mình gắn vào vậy mình ráp thôi, ráp vào bên phía sau thôi là được. Còn đây là cái bơm trợ lực nha, bơm trợ lực mà lúc nãy mình đã vừa kiểm tra nó bị xì cái mí các bạn thấy không? Bơm trợ lực cũ thì nó bị xì ngay chỗ cái mí ghép chỗ này nè. Còn đây là cái bơm mới mà mình vừa mới nhập về, mình chuẩn bị con thay cái bơm này luôn để cho nó dứt điểm cái bệnh mà hao dầu trợ lực này. Tại vì nó bị xì vậy thì các bạn check keo chứ các bạn gắn lại thì nó cũng không có đảm bảo về an toàn nha. Thành ra là mình phải thay luôn cho nó an toàn. Sẽ tiến hành lắp vào cho các bạn xem. Thước lái thì mình cũng mới vừa gia công lại xong nha, là mình thay luôn cả 20 bụi thước lái nha các bạn. Nó bị xì luôn, xe này sẽ bị xì luôn cả ống dầu nên mình thay mới cái đoạn ống dầu này luôn nè. Đó, chỗ này lại có con công tắc áp suất nè, mình thay mới luôn cái đoạn ống mà bị xì dầu luôn nha. Đó. Chào anh em, thì mình cũng mới vừa làm xong con xe này thôi. Thì xe này là xe Honda Accord 2015 nha. Mình cũng vừa mới đại tu gầm nó xong. Thì mình đang chạy thử đây.
thì mình thấy nó cũng ok rồi, không còn cái tiếng rồ phát ra gầm, cũng như là không còn tiếng qua ổ gà lụp cụp nữa. Và tình trạng hao dầu trợ lực thì mình cũng đã kiểm tra kỹ rồi, mình không thấy nó xì nữa. Mình vừa cân lái xong mà mình đang chạy thử á. Thì video này mình cũng muốn chia sẻ với anh em về cái kinh nghiệm mà làm cái làm gầm cho một chiếc xe, cũng như là kiểm tra gầm một chiếc xe khi mới vào xưởng. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video của mình, và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo của mình nha. Và đừng quên nhớ đăng ký kênh để có thể xem được những video tiếp đến của mình, cũng như là trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về sửa chữa ô tô nha anh em. Chào anh em.